Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có công điện gửi các cơ quan ban ngành về việc ứng phó với cơn bão số 10 với dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên và gây mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn thành phố từ ngày 4 cho đến ngày 6 tháng 11 với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Công điện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện tập trung triển khai chỉ thị số 02 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, cũng như các phương án công điện phòng chống thiên tai trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, đặc biệt là các quận ven biển, theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 10, mưa lũ, sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán người dân các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn. Nghiêm cấm người dân, phương tiện và ghe thuyền không có nhiệm vụ phòng chống lụt bão đi lại, tổ chức lực lượng canh gác chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn. Yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước, đập dâng do công ty quản lý vận hành. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố phối hợp với các địa phương rà soát ngay từ các khu dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị, kiên quyết di dời, sơ tán người dân và phương tiện, tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn và khẩn trương vào bờ. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, sắp xếp tàu thuyền tránh trú bão neo đậu an toàn. Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, đơn vị triển khai các biện pháp phòng tránh bão. Tùy theo diễn biến của thời tiết, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố. Các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công khẩn trương hạ cân trục tháp, cẩu và các thiết bị thi công trên cao đảm bảo an toàn trước 17 giờ ngày hôm nay.